thật là em không phải khen bản thân của em mà em rất là tốt với lại nhiều người khác nữa. Sau nhiều biến cố xảy ra thì con bây giờ mới tặng xuống được. Để măng mà biến cố xảy ra dữ dội. Thật sự là có rất nhiều người gạ em nha. 21 tuổi đầu rồi biết tao còn chinh vậy, anh làm sao tin. Thật ra thì con chưa có mối tình chính thức nào hết. Thật chưa yêu nhưng mà còn zin không? Thế hỏi không chứ. Còn, không lẽ chưa yêu mất tin. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ là hai bạn, mời em giới thiệu về mình. Con xin chào chú Quyền Linh. Chào con. Cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Con tên là Nguyễn Đình Tuấn Phong, năm nay con 25 tuổi. Con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của con là kỹ sư thiết kế phần cứng trong công ty ở khu công nghệ cao quận 9. Thôi, mời nhà gái. Lời nói đầu tiên em xin gửi đến MC Hồng Vân và chú Quyền Linh cùng với các khán giả trong trường quay và anh bên kia một lời chào thân thương nhất ạ. Giống MC quá. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Hồng Yến Nhi, năm nay em 21 tuổi, quê quán em là ở Đồng Nai. Nghề tay phải của em á là sale cho thuê căn hộ phòng trọ. Nghề tay trái của em là diễn viên tự do ạ. Và em mong là lúc đi hết mình lúc về có bồ ạ. Lúc đi hết mình lúc về có bồ, lúc đi hết mình lúc về có bồ. Ồ, nói nghe nè, mới có 21 tuổi thôi mà làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Dạ, là tại vì á, kiểu như em cũng ế lâu rồi á. Làm là 21 ế lâu. Không, kiểu như là em chưa có tìm được người phù hợp với em. Và những cái em là, em nói thật là em không phải khen bản thân của em mà em rất là tốt với lại nhiều người khác nữa. Nhưng mà em không hiểu tại sao á, nhiều người em quen á lại đối xử kiểu như là phản bội em kiểu vậy á, nên em vẫn chưa tìm được cái người nào ưng ý với em á. Ok. Rồi, bây giờ bạn trai nói cho bên đàn gái tao biết đi, cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của con là chắc là con khả năng thích ứng với lại môi trường rất là nhanh, học hỏi cũng nhanh nữa. Trong môi trường làm việc của con có nhiều người nước ngoài cho nên khả năng giao tiếp tiếng Anh cũng con cũng khá tốt. Rồi, còn điểm yếu của con thì nói chung là cũng còn hơi lề mề thì nhiều khi cũng hơi nóng tính, nhưng mà bây giờ sau nhiều biến cố xảy ra thì con bây giờ cũng đã trầm xuống nhiều rồi. Trẻ măng mà biến cố xảy ra dữ dội. Thật sự á là con cũng rất cảm ơn chương trình, tại vì giờ hồi năm ngoái á thì mẹ của con là mẹ của con đã bị đột quỵ, và trong khoảng thời gian mà hồi phục sau đột quỵ á, huyết áp của mẹ con á nó tăng giảm rất là thất thường. Thì khi đó không ngờ là nhờ chương trình á, huyết áp của mẹ con rất là ổn định, là coi như là 606 tập của chương trình mình làm nhà nhà con là coi như là coi đầy đủ hết cả. Ồ vậy hả trời. Em nói đi, em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Ưu điểm của em á là rất là hài hước, hết giúp đỡ người khác, nhanh nhẹn, thông minh và biết nấu ăn và biết hát nữa ạ. Còn cái nhược điểm của em là em hay ghen, mà kiểu như ghen thì rất là ghê. Trời ơi. Em rất là tự ti về mình. Em có một cái vết sẹo phẫu thuật trên đùi mà dài lắm. Người yêu của em chia tay em vì cái vết sẹo đó. Trời ơi. Cái đó là do mình bị tai nạn chứ mình đâu có làm cái gì đâu mà. Đúng rồi. Lại chia tay mình vì một cái vết sẹo không đáng. Vết sẹo ở đâu đâu em? Cái đó là bị gì? Ở đùi phải. Ôi, cô gái xinh đẹp vậy, vết sẹo có gì đâu. Nói thiệt, người xinh đẹp như em hả, có vài chục cái vết sẹo như vậy cũng không sao hết trơn. Có mối tình thôi hả? Dạ, có bốn mối tình. Có bốn mối tình. Bốn lần hả? Mà chưa kể những vệ tinh xung quanh và những người quen một tuần và hai tuần. Trời ơi. Bốn mối tình, mối dài nhất là nhiêu? Dạ, mối tình dài nhất chắc là một năm. Quen như vậy, nhiều vệ tinh như vậy, nhiều bồ như vậy, mà năm nay mình mới 21 tuổi thôi, thì mình có ăn cơm trước kẻng chưa? Trước kẻng chưa? Mọi người không biết em là em vẫn còn trinh 100%. Wow. Hay. Thật sự là có rất nhiều người gạ em nha. Em nói thôi tự nhiên em để tới giờ này rồi, trong khi đó em chưa có quen, chỉ có mới đi gặp lần đầu thôi mà gạ em vậy đó. Anh đó mới cực chửi em là sao cổ hủ vậy, em giờ này hả là 21 tuổi đầu rồi nghĩ sao còn chinh vậy, anh làm sao tin đó. Anh nói vậy thẳng với em là, vậy luôn. Cái đó là cái quan điểm của em muốn cái điều đó dành cho cái người chồng của em đúng dạ, không đúng.
Thôi đúng. Ráng giữ nha. Dạ đúng. Bên đây nãy giờ nghe thấy sao? Em thấy bạn nữ bên kia là một người rất là năng động, cá tính. Dạ. Còn mình mấy mối tình rồi? Thật ra thì con chưa có mối tình chính thức nào hết. Vào cái khoảng thời gian làm sinh viên á, thì mình học cũng nhiều mà cái ngành của mình cũng toàn là nam thôi. Chưa yêu nhưng mà còn zin không? Phải hỏi không chứ. Còn, không lẽ chưa yêu mất tin? Thì làm sao tôi biết được, có chuyện yêu là khác, còn chuyện nhiều khi bạn bè, anh em dẫn dắt đi đâu làm sao biết được, cho nên tôi hỏi. Còn phải trả lời cái điều đó chứ. Sao nặng. Em còn không? Dạ còn. Ôi. Xin lỗi bà mối à. Nhưng mà bạn thấy cái bạn nữ bên đây cá tính như vậy, là bạn thích những người phụ nữ cá tính như vậy hay là cái gu của bạn là sao? Thì hồi nãy con nghe bạn mới 21 tuổi thì con nghĩ là chắc bạn vẫn còn đang đi học. Nhưng mà không ngờ là bạn làm cả, vừa làm sale cho căn hộ mà vừa cả làm nghề diễn viên tự do nữa. Thì con thấy bạn là một người rất là năng động. Phụ nữ thì hiện đại bây giờ con nghĩ là nên có những cá tính như vậy. Thì họ mới có thể là giúp đỡ người đàn ông trong việc gia đình. Cưng về ngoại hình thì cưng muốn cái người bạn gái phải như thế nào? Trong yêu cầu thì con có ghi là cao trên 1m55. Nếu mà chương trình có thể ưu tiên cho những bạn nào mà sinh năm 99-2000 thì càng tốt. Còn nếu không thì chỉ cần nhỏ tuổi hơn con là được. Yeah. Sinh năm nhiêu? Con sinh năm 99. 21 tuổi đó. Dạ. Thì năng động hoạt bát. Và cái quan trọng nhất là lễ phép thì là quan trọng nhất với con. Như vậy là đủ. Giờ cái mẫu người đàn ông của cưng sao nè? Cao 1m75. Tóc tai ăn mặc gọn gàng sạch sẽ thơm tho. Bên đây người ta đủ hết trơn á. Thấy bên đây người ta đủ hết trơn hết trọi rồi. Biết hát nữa. Biết hát không? Thì nếu như em muốn anh hát thì anh sẽ tặng em một bài hát tiếng Anh. Anh cũng không biết là bên đó em đang mặc áo màu gì, nhưng bây giờ anh sẽ hát bài Beautiful in White. Gì vậy? Sao hay vậy? Not sure if you noticed, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In this very moment, I found the one and my life has found its missing piece. You look so beautiful in white tonight. Rồi tonight luôn á. Em đi với ai vậy? Dạ con đi chung với ba mẹ và các cô dì chú bác của con. Có ba mẹ nữa ha. Con xin chào cô chú. Cho con gọi là ba mẹ luôn cũng được. Anh chị ở đây ạ. Chuẩn tết về con đi. Tôi xin chào MC Quyền Linh. Tài năng. Chào chị Hồng Vân. Xinh đẹp. Xin nhận vé xét về cháu gái bên này. Thì cháu rất là dễ thương, rất là xinh xắn, lanh lợi. Nhờ ông Mai bà mối cũng tạo cho hai cháu một cơ hội. Nếu mà được thì mình bấm nút hẹn hò. Dạ, con cũng cảm ơn cô rất nhiều ạ. Nhà con dâu vậy vui lắm á. Còn em đi với ai nè? Dạ em đi với chú và anh họ và bạn thân của em ạ. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh. Chào xin chào gia đình nhà trai cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại trường quay cũng như quý vị khán giả đang theo dõi màn ảnh nhỏ. Xin được nói đôi lời. Yến Nhi là một cô bé rất là ngoại hình thì khỏi bàn cãi, rất là dễ thương và là xinh đẹp. Về nội tâm thì một người sống rất tình cảm. Còn riêng nhận xét về em trai bên này thì là một người mới 25 tuổi nhưng rất chững chạc và rất điềm đạm. Theo tôi thì cảm giác có một cái gì nó hơi trên nhau. Theo cảm giác thì có cái gì nó không hợp. Nhưng mà xét cho cùng thì có luật bù trừ. Và hy vọng rằng cái sự đối lập này sẽ là sự dung hòa để có một cặp đôi thật là lý tưởng. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Được rồi, bây giờ thôi để hai đứa nó gặp nhau đi. Rồi cái duyên có rồi, còn phận tự hai đứa nó quyết ha. Rồi mở màn cho hai đứa nhỏ nó gặp nhau đi. Chào em. Hôm nay đến đây em có món quà tặng em. Chúc em lúc nào xinh đẹp như đó ha. Dạ, cảm ơn. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây. Tặng anh. Cảm ơn em. Dạ. Em gặp anh em có cảm nhận gì không? Em thấy anh dễ thương. Cao ráo. Đẹp trai, công việc cũng ổn định mà nói chung là hơi cũng giống em. Anh kiểu như tóc là cũng thơm tho, sạch sẽ, gọn gàng. Chiếc keo. Em thích. Anh cũng thấy em là một người rất là chững chạc và năng động. Anh cũng thích những người như vậy, để anh cũng năng động theo như vậy thì mình sẽ trở nên tốt hơn. Quy luật bù trừ mà anh. Em thì năng động, còn anh là kiểu điềm đạm hơn thì có thể nó sẽ ok hơn. Là hai người đều hài hước với nhau.
hai hài hước quá thì cũng đâm ra lố và vô duyên. Thật ra thì anh cũng năng động lắm, cũng chơi thể thao nhiều á. Nhưng mà giống như anh cũng chơi một mình thôi nên là cũng ít bạn. Không biết là em có nhiều bạn không? Dạ em rất là nhiều anh. Và anh có thể là sau chương trình này nếu mà anh bấm chọn em thì em làm một cái sinh nhật. Tại vì còn mấy ngày nữa là sinh nhật em, là anh sẽ là cái người mà cùng em đón sinh nhật. Năm nay là năm 21 tuổi của em. Tại vì trước giờ em chưa đón sinh nhật với người yêu bao giờ. Vậy thì quá vinh hạnh cho anh. Cảm ơn em. Em ở Đồng Nai còn anh ở Sài Gòn, là hai tụi mình một tuần có thể gặp nhau bao nhiêu lần ạ? Thật ra thì bất cứ khi nào em cần thì anh sẽ có mặt thôi. Còn chuyện khoảng cách không quan trọng. Anh có chiều chuộng bạn gái không? Anh nghĩ chắc là có, tại vì bây giờ anh cũng đã sẵn sàng mọi thứ rồi. Không chiều cũng được đâu cưng ơi, cô này khá tính lắm luôn á. Em suy nghĩ là bây giờ thì nói vậy thôi chứ quen xong rồi ai biết như thế nào. Vậy thì anh nghĩ là em nên bấm nút để có thể tự tìm hiểu. That's right. Có bấm không? Hỏi luôn. Thì đó, chắc chắn là anh sẽ bấm rồi, anh không biết em sao thôi. Hôm nay em đến chương trình anh, em cũng muốn hát tặng cho anh một bài rap. Em sẽ hát bài đó là bài Mượn Rượu Tỏ Tình. Dạ, đứng lên cho nó không khí đi. Còn anh tiền cảnh đúng rồi. Đứng lên đúng rồi. Hỗ trợ luôn. Hậu cảnh ông Linh mặt nhăn. Tập trung, diễn viên mà không. Action. Ô, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng. Sợ bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. À, cool, đứng hình mất 5 giây. Nhìn anh bên ngoài có lẽ ăn được mấy tấm hình đẹp. Anh nở. Đừng cách nhìn như vậy, phải hưởng ứng theo. Vậy thì bây giờ anh sẽ định em chỉ nó luôn đi, chỉ luôn đi. Chỉ theo em luôn nha. Ừ, chỉ luôn đi. Vậy em được. Rồi rồi. Vậy hả? Rồi rồi lại nha. Ô, sự chú ý của lẽ lên phải nổ. Đúng rồi, lại. Là đúng rồi. Rồi lại nha, một lần nữa sụt nha. Chuyên nghiệp thiệt. Ô, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của chàng. Sợ bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. À cool, đứng hình mất 5 giây. Nhìn anh bên người có lẽ ăn đứt mấy tấm hình đăng phê. Hay, anh ăn tối chưa nhờ, nếu sợ thì làm một ly. Em chỉ muốn cởi mở hơn, đừng lo mình dạy dục đi. Anh là chàng trai đẹp, phải nói với anh bằng những lời hay ho. Được đứng đối diện cùng anh khiến em cảm thấy rất gì và này nọ. Trời ơi. Nếu mình không rung động đừng bấm, để nút bấm đó cho người khác bấm. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Bấm chưa? Rồi, đó. Người ta bấm lâu lắm rồi, chờ em thôi. Em cần gì vậy? Em cần gì biết và bấm hay không thôi. Nhưng mà có rung động thiệt không? Dạ có chứ, tại vì nhìn anh này cũng hiền hiền. Đẹp trai mà. Với lại công việc cũng ổn định, hợp gu với em nữa. Hợp gu đúng không? Dạ. Có má ngồi như... Được không má? Tay đi. Nắm tay. Rồi, bây giờ làm một cái thủ tục là nụ hôn đầu tiên. Thôi giờ mình ra đi. Con xin phép chú và mọi người, con xin phép để không em. Lại liền, không lại liền đi. Trời cưng hết sức. Chúc mừng các bạn. Cái điều mà em cần nhất ở bạn gái em á là phải hiếu thảo với cha mẹ. Em có 1m49 được mà anh. Thì có thể mình thay đổi được mà em. Tại bây giờ hối á cũng cái tóc được. Đúng thấy rồi, xưa. Chính xác. Chừng đêm nay mọi người về nhớ hai đứa nó đó. Chứ sao nữa. Nó dễ thương quá à. Chắc chắn là cái số này phát ra thì đây sẽ là một cái số rất là đáng yêu. Trong bộn bề của cuộc sống tất bật mưu sinh với những muộn phiền, với những khó khăn, những căng thẳng, thì đây là một trong những cái nụ cười và một cái niềm vui của tất cả mọi người. Và hai đứa nhỏ nó dễ thương vô cùng luôn vậy đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi, thứ hai. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Dạ, chào. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Nói về mình đi. Chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào các vị khán giả. Em tên là Trần Thị Thu Thảo. Năm nay em 27 tuổi. Quê em ở Trà Vinh. Hiện tại em đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Em làm ngành gì? Em làm nhân viên văn phòng ạ. Ở quận mấy Thảo? Dạ, em đang làm ở Bình Dương anh. Ở Bình Dương hả? Rồi em trai.
À, dạ, lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn gái bên cạnh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Nam, năm nay em 31 tuổi. À, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Kiên Giang ạ. Ở Kiên Giang làm gì? Dạ, hiện tại em đang làm bên BIDV chi nhánh Kiên Giang ạ. Rồi bây giờ em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em thích nấu ăn, em vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, nhưng mà tại đông quá nên em run, chứ bình thường mà gà đúng đài thì em nói dữ lắm. Nói dữ lắm hả? Rồi cái điểm yếu của em? Điểm yếu của em thì em hay dễ xúc động, với lại hay run trước mọi người lắm. Rồi em có cái tật xấu gì không? Ví dụ như là hay ghen tuông hay là hay nóng tính? Em hay ghen, em ghen dữ lắm, mà nóng tính nữa. Vậy hả? Vừa nhưng nóng tính rồi ghen. Mà bây giờ cũng bớt ghen. Vậy hả? Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là sống thật lòng và chân thành. Còn khuyết điểm của em là đôi khi hay quên và cũng hay nóng tính chút xíu. Em nóng tính hả? Thấy mặt em đâu nóng tính mức nhờ. Nóng nhất là em làm gì? Dạ, nóng quá thì em xách xe em chạy một vòng hóng gió cho nó mát lại, nó nguội lại về. Cũng không sao. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, từ trước tới giờ em trải qua 3 mối tình rồi ạ. Dạ, mối tình gần đây nhất thì kéo dài 2 năm, ngưng được khoảng 1 năm rồi. Tại sao chia tay? Thì lý do bọn em chia tay đó là cái phong cách sống của hai bên gia đình chưa được hợp lắm. Dạ. Chưa được hợp có nghĩa là tụi em chưa có tình yêu, chưa đủ lớn, còn nếu tình yêu lớn thì thật sự cái đó vượt qua hết. Dạ. Rồi mời đàn gái. Em có mấy mối tình? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là ở quê, sau đó em lên học ở trên đây. Và mối tình thứ hai là cách đây là 3 năm. Tại sao lại chia tay? Tại vì do là gia đình không chấp nhận. Gia đình bạn đó hay là gia đình em? Gia đình bạn đó. Cái thời gian quen được lâu không? 5 năm. 5 năm trời. Rồi sau đó là không chấp nhận mà tụi em phải chia tay. Dạ không, lúc đầu quen á là chấp nhận, nhưng mà thời gian sau á không chấp nhận nữa, nói là quen gái miền Tây ăn chơi. Cho nên là cũng đấu tranh nhiều lắm nhưng mà không được, cho nên em quyết định dừng lại. Rồi và 3 năm là em khép trái tim lại, không cũng có tìm hiểu nữa, nhưng mà cảm thấy nó không hợp. Rồi. Một chút cái gọi là ký ức thôi, bây giờ mình bỏ hết đi ha. Mình bắt đầu đến với hiện tại. Em gái đang tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chiều cao thì khoảng 1m65 trở lên. Có Người đừng có mập quá. Vừa người, tóc thì... Thói như anh Viện Linh được rồi. Thói như anh hả? Là không được thói hay là sao? Ít quá. Thói cỡ anh Viện Linh được rồi. Ít quá. Thói cỡ anh Linh thôi hả? Dạ. Em... Dạ. Anh chào em gái dễ thương. Anh thấy là người gái mà thích hói là anh khoái rồi đó. Còn hói gì kệ người ta. Hói cỡ anh thôi, tức là không, không tại vì hiện tại bây giờ hói cũng cấy tóc được. Đúng mấy rồi, người xưa. Chính xác. Hói hơn anh chút được không? Hả? Hả? Thì cấy đi. Ừ, hói không quan trọng. Quan trọng là tình yêu thương thôi đúng không? Dạ. Vỗ tay cho em. Tôi nghe khoái hói thì tôi khoái liền á. Tôi chịu luôn rồi đó. Nói chung là đàn gái dễ thương quá, trời ơi, đàn gái số 1 luôn rồi, xong. Trời đất ơi, gì vậy, mắc cười quá à. Bên tôi đây thấy... ta chưa có nói một cái điều gì hết trơn, trời ơi. Phải đàn gái rồi đó, tôi chịu rồi đó. Để chị coi đàn trai coi sao? Đàn trai đi, nói chung là hơi hói hói chút thôi. Có như là ông đụng đến cái nỗi đau của ông gái là người nào mà đồng cảm là ông ưng liền. Đúng cần. Rồi. Em chào chị. Lý do tại sao mà mình trẻ như vậy mà mình lại như vậy? Dạ, do là hồi năm 2 đại học thì em lên Sài Gòn học và em bắt đầu rụng tóc từ khi đó tới giờ, và cũng đi khám và sử dụng nhiều loại thuốc nhưng mà không cải thiện được. Cho nên em chán em bỏ luôn. Rồi cái chị hỏi nè, cái hình mẫu của em á, em mong muốn bạn gái của mình như thế nào? Dạ, cái điều mà em cần nhất ở bạn gái em á là phải hiếu thảo với cha mẹ. Khi một người con mà đã có hiếu thảo với cha mẹ rồi á thì những cái việc khác bạn ấy sẽ ổn. Điều này đừng có lo, bất kỳ ai cũng hiếu thảo cha mẹ hết trơn á. Tức là cái người đó em không cần biết đến ngoại hình luôn, đúng không? Ngoại hình thì đối với em khoảng chừng 1m55 cũng được rồi ạ. Em có 1m49 được mà anh. 40 cũng được đi em. Cái đó thì giống như kiểu là cái điều mà mình mong muốn thôi. Còn khi mà thực tế như thế nào á thì có thể mình thay đổi được mà em. Thay đổi được mà em á. Em hình dung cái bạn bên đây sao? Anh bao luôn, xinh đẹp vô cùng. Đó trời ơi, thì bạn gái thì ở miền Tây, thì con gái miền Tây
Thường là dễ thương. Trời, gái miền Tây dễ thương dạ. Một luôn. Tôi thấy tình hình vậy thôi, để hỏi gia đình đi. Cái ông này ông không nôn nao quá rồi. Bây giờ là em đi với ai ạ? Dạ, hôm nay em đến với chương trình, em đi cùng với lại anh em đồng nghiệp của em ạ. Rồi, anh dạ. Em đồng nghiệp ơi. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Em chào anh. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Nam ơi, theo anh thì nhận xét về bạn gái này rất là hiền lành, rất là chân thành. Và cũng cái đồng cảm là gì? Anh với chị á là cũng là Kiên Giang và Bến Tre. Còn em á, nếu sau này á thì Kiên Giang và Trà Vinh. Thì hiện tại đó thì cái khoảng cách về cái không gian á, cái quãng đường á nó đã được rút ngắn lại, chúng ta đã có cầu. Và em cũng biết lái xe nữa, cho nên là anh nghĩ rằng vấn đề đó không có thành vấn đề. Cái quan trọng là chúng ta muốn á thì chúng ta tìm giải pháp, còn chúng ta không muốn thì chúng ta sẽ tìm lý do. Anh nghĩ là em nên bấm nút và sẽ chọn và sẽ tìm cho mình một cái người để mà tìm hiểu và để mà là có thể là sau này sẽ trở thành người vợ. Hay quá. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Em đi với ai? Dạ em đi với lại cha mẹ Dượng và hai người bạn. Cả cha cả mẹ cả Dượng. Ba rồi. Mẹ mừng ở quê mới lên. Ồ vậy đó hả? Dạ, xin chào anh Linh Tràng Phương Hồng Dân. Dạ chào. Mới chào Vinh lên luôn hả? Dạ chào Vinh lên rồi. Rồi mình thấy con rể tương lai này tính tình sao, hợp lý không? Theo tôi thấy cũng là được, để đó cho hai cháu tìm hiểu nhau. Nhưng mà nếu như mình hai đứa nó hiểu nhau rồi thì khoảng bao lâu thì mình có thể cho đàn trai bước tới? Dạ tùy tùy hai cháu. Muốn sao cũng được hết trơn hả? Và vợ dễ quá ta. Tại vì cháu là gái thứ hai mà ta chưa có gia đình, còn hai em đã có rồi. Còn mẹ thấy sao, cho mẹ nói một câu đi. Cũng được đó, để cho hai đứa cháu nó chọn đi. Thấy rể tương lai này hợp không? Cũng hợp. Tóc tai có vấn đề gì không? Dạ không. Về làm rể là có thể giống ông ngoại vợ á, ông ngoại vợ hối vậy á. Vậy về chơi với ngoại hợp rồi. Dạ. Rồi cảm ơn gia đình hai bên. Bây giờ mình mở rào. Chào anh. Hôm nay em đến với chương trình thì em có món quà là đặc sản quê anh gửi tặng em. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Rồi anh cảm ơn em. Ủa Kiên Giang đặc sản gì vậy em? Đặc sản gì dạ, vậy? Nước mắm nè. Đi. Nước mắm. Dạ. Nước mắm Phú Quốc. Còn em tặng ảnh gì vậy? À em tặng ảnh là cuốn sách nấu ăn. Em thì yêu thích nấu ăn á, cho nên là em muốn là sau này có cơ hội thì chúng ta cùng nấu và cùng thưởng thức, kết hợp với lại nước mắm của anh nữa, chắc kho cá ngon lắm á. Rồi, cảm ơn em. Hai em cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em sao ạ? Anh thấy em cũng dễ thương, nụ cười cũng khá là tươi. Rồi thời gian làm của em là như thế nào? Thời gian làm em thì em làm giờ hành chánh. Cũng nghỉ thứ bảy chủ nhật? Không, thứ bảy thì được về sớm. À. Dạ. Nếu như mà chúng ta cho cơ hội thì anh sẽ hẹn hò như thế nào? Thì thực ra thì đường xá đi từ dưới anh lên trên Sài Gòn và Bình Dương thì cũng bây giờ cũng gọi thuận tiện, cho nên là anh nghĩ nó cũng không phải là trở ngại lắm. Thì, thường công việc của anh thì anh sẽ được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật, thì cho nên là một tháng thì có thể là từ 2 đến 3 lần vẫn được. Rồi bây giờ nếu mà tương lai á thì hai đứa đến với nhau thì quan điểm về kinh tế tiền bạc ai giữ, con cái con trai hay là con gái, hãy trao đổi với nhau luôn đi. Anh nhường cho em trước á. Em thì con cái thì trai gái gì cũng được, nếu mà con gái thì càng tốt, thì em thích sửa soạn cho nó hơn. À, anh dễ mua đồ hơn. Anh cũng thích bé gái hơn. Ừ, bé gái mà hai đứa còn dễ thương hơn nữa. Hai dạ. Đứa giống con mình. Em tiến đến cô gái em nắm tay, em hát một bài nào đó. Đúng rồi. Ngọt ngào lấy tình cảm của cô gái. Đúng rồi, con. Vậy à. Đi. Đi gồng quá vậy, đi thoải mái lên coi. Thôi đến với chương trình á thì anh cũng hát tặng em một đoạn. Hai nào, đứa hai đứng đứa lên đề ba đi. Nắm tay đi. Là thôi anh xin phép ha. Nhìn thẳng vô mắt nhau hát. Sao tự nhiên em quên lời mất tiêu rồi. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, tình đôi ta cũng sẽ không xa rời. Liền để nguyên rồi đáp lại liền em. Em cũng xin hát tặng anh lại một bài.
Mười ngón tay ôm tình đắm say, ngón trái tim em trao cho tình nhân. Ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Thôi được anh. Rồi, cảm ơn em. Nói chung là hai người này á là tự dưng mà nói chuyện về tay hết á. Ngộ lắm. Rồi, nãy giờ thì chúng ta đã nói chuyện ha. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa các bạn. Để tay mình nút bấm đi. Hãy cảm giác thật sự xem trái tim mình nó có rung động với đối phương chưa. Nếu không rung động thì không cần bấm. Bấm nút là phải hẹn hò và trao duyên với nhau để tiến xa hơn đó. Nó quan trọng lắm nha các bạn. Nếu không bấm, chúng ta để cái nút bấm nó cho người khác. Đừng có bấm vì bất kỳ điều gì. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm nha. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Ủa, em có bấm không? Sao nó không ai? Sao nó không vô hả? Tôi bấm lại coi. Bấm mạnh vô. Đó. Trời ơi. Em làm anh giật mình luôn em gái. Giật tình vậy luôn á. Nắm tay vô đi. Nắm tay thật chặt vô. Đúng rồi. Chặt. Bây giờ thể hiện luôn đi nè. Một cái hôn má rất là ngọt ngào đây nè. Dạ. Thôi vậy con xin phép cô chú ạ. Anh với em nè. Vô vô tấn công. Thơm không? Dạ thơm. Thôi chúc hai em hạnh phúc nha. Rồi ngồi đi bạn. Mời em giới thiệu. Dạ chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh cùng bạn trai bên kia, cùng khán giả anh trong chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Kim Xuyến. Năm nay em 24 tuổi. Em quê ở bên ngoài Đồng Nai. Hiện đang sống tại quận 7 và làm việc quận 7. Nghề nghiệp của em là trợ lý giám đốc tại một công ty may mặc. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn phòng kế bên cùng toàn thể quý vị khán giả cho có mặt trong trường quay hôm nay. Anh xin được giới thiệu, em tên là Nguyễn Thanh Bình, năm nay 30 tuổi. Em tới từ Quảng Nam, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại em đang làm kinh doanh bất động sản. Rồi, bạn gái chia sẻ chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của bạn đi. Ưu điểm của em là một người vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, cũng có tính tự lập, thích kinh doanh. Còn nhược điểm của em là nấu ăn không giỏi lắm. Nhưng mà những món mà em thích đó, thì em nấu được. Vậy được rồi, mình nấu món mình thích thôi. Tình trường thì sao, mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên lúc em là sinh viên năm 2 thì chia tay vì em muốn được tự do, mà cái bạn đó thì hơi quản lý mình quá. Còn mối tình gần đây nhất là cách đây 1 năm, lý do là tại vì bạn ấy không có bỏ được thuốc thì dù có thích bạn mấy nhưng mà lý trí cái thời em thôi quyết định chia tay. Chết rồi, em hỏi bạn trai bên kia có hết thuốc không? Bạn trai bên kia có thói quen hút thuốc mà không biết hút thuốc luôn bạn ơi. Trời ơi mừng quá. May rồi, thế là được rồi. Rồi còn bạn trai mình tình trường như thế nào? Em thì đã trải qua 2 mối tình. Mối tình gần nhất thì là quen nhau cũng được 4 năm mấy 5 năm. Chia tay cách đây thì cũng 4 năm. Lý do chia tay thì lúc đó bạn nữ cũng 25, 26. Người bạn nữ muốn là tiến tới kết hôn. Nhưng thực ra thì lúc đó thì em cảm thấy là mình còn nhỏ và rất là ham chơi, nên là chưa có nghĩ tới mà kết hôn, biết kết hôn mình sẽ làm gì. Với lại trong lúc mà thời gian quen nhau thì cũng có một số vấn đề đó, nên là cả hai quyết định là dừng lại. 4 năm nay em không có quen ai hết. Dạ đúng rồi. Ở không mình vậy ha. Dạ đúng rồi. Em có ưu điểm gì? Em thuộc người rất là đơn giản, hiền lành, không có rượu bia, thuốc lá gì. Em có một cái đặc tính, đó là nói chung mình tính toán khá là mau lẹ, và người thì rất là thực tế. Còn khuyết điểm gì không? Em thì không có cái tài lẻ nào hết, không có gọi là ga lăng hay là lãng mạn. Bạn gái, bạn có tài lẻ gì không vậy? Theo bạn bè em thì kêu là em hát cũng tạm tạm. Nên chắc hôm nay em sẽ hát tặng chương trình một. Wow, hay quá. Em sẽ hát bài Ngại Ngùng một điệp khúc vậy ạ. Dạ. Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng qua môn đá hoa, dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường. Bao ngày ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu, sẽ nói được câu bấy lâu muốn nói cùng anh. Rồi ngày mai khi muôn tia nắng lấp lánh tràn về nơi mái hiên, được nhìn anh đang ôm em tới bên anh để đón phút ban đầu. Nhưng ngày ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu, sẽ nói được câu bấy lâu muốn nói cùng anh. Wow.
đàn gái hát hay quá vậy? Dạ. Ôi trời. Chào con gái. Dạ. Bên kia không biết hát thì tôi về bổ sung được rồi. Dạ được. Em nghĩ gì về cái việc mà làm dâu? Dạ chắc là không vấn đề gì anh. Không vấn đề. Hiện đại rồi thì em cũng là một người dễ tính người với môi trường cuộc sống nên em nghĩ là cái chuyện làm dâu không lo gì hết ha. Khi nào mới kết hôn được? Dạ em nghĩ là nếu như mà hợp với lại bạn trai bên này thì em nghĩ khoảng nếu mà sớm là một năm còn khoảng là hai năm thì mình tính hơn. Hai năm thì hơi lâu. Dạ. Bên kia nó hơi lâu kìa. Cái muốn nhiều bạn trai muốn nhiều. Nhanh vậy. Dạ, 30 năm nay 30 rồi chị. Tại vì như này nè anh. Em có một cái định hướng riêng giống như là mục tiêu cho mình anh. Phải có một chút vốn gì đó hoặc là mua được một mảnh đất. Có mua đất mới được quý đúng không? Dạ đúng. Cái sở thích. Dạ em có sở thích là về đất hoặc là kinh doanh. Nói chung là kinh doanh là em thích bất động sản. Dạ đúng. Đừng có lo bạn trai. Sao không lo trước miếng đất rồi cưới được không? Ok anh, được anh. Ok. Được rồi ha. Dạ. Rồi nhớ nha, mua đất là cưới liền nha. Đúng rồi. Bạn gái được đấy. Nhưng mà bây giờ em muốn mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Có tính tự lập chị, chín chắn, biết quan tâm, đừng có trầm tính, vui vẻ mà dễ hòa đồng. Mấy người làm bất động sản vui vẻ lắm em. Có mẫu người lý tưởng không? Đào hàng xuống luôn à. Về tính cách em nghĩ là em thích anh Công Vinh. Tại vì em coi cái chương trình đó thì cái chia sẻ của anh em rất là thích cái người đàn ông mà dù người ta đi làm, dù người ta bận rộn nhưng mà luôn luôn nghĩ về người phụ nữ. Mỗi buổi sáng em đều nhắn tin để chúc chị này một ngày tốt lành này này kia. Thì em thấy là thích mẫu người quan tâm lên đến người yêu, đến vợ mình đúng không? Nhắn thì chắc cũng mới cưới thôi. Về ngoại hình thì em muốn một người mặt đầy đặn, tròn tròn. Nếu mà giống như em thì dễ thiện cảm. Đừng có gầy quá hoặc mập quá. Vừa người thôi đúng không? Cái điều gì em ghét nhất ở người bạn trai ngoài cái chuyện hút thuốc? Kiểu như gia trưởng hay là không có chứng kiến bản thân á. Vừa người, không mập, không ốm. Rất vừa luôn. Vừa. Có gia trưởng không? Không có chị. Đã chuẩn bị những gì rồi mà đòi lấy vợ liền? Nói chung thì giờ cưới vợ thì nếu như mà yêu cầu của bạn nữ có miếng đất thì có đất là bạn nữ góp tiền để xây nhà thì ok. Có đất rồi góp tiền xây nhà ha. Sống chung với ba mẹ hay là sống riêng? Sống riêng. Có cái yêu cầu gì ở nhà gái nữa không? Yêu cầu thì ra đây không có yêu cầu gì, quan trọng là hai bên thấy hòa hợp, thấy thích nhau được. Nãy giờ bạn hình dung bạn nữ bên này là như thế nào? Nói chung là qua cách giới thiệu cũng như chị có nhận xét thì nghĩ là bạn nữ khá là dễ thương. Dễ thương. Có mẫu người nào mà em thần tượng không? Mẫu người em thần tượng thì đóng phim chung với anh đó là Đồng Tiền Sương Máu. Lúc đó có coi phim và chị Trương Ngọc Ánh. Dạ đúng rồi. Thần tượng Trương Ngọc Ánh. Nói chung là cũng không thần tượng nhưng mà thích là mẫu người phụ nữ hiện đại á. Nói chung tính cách năng động tí. Có lẽ là phù hợp đó. Bên kia múc míp hơn Trương Ngọc Ánh. Múc míp lắm. Dễ thương lắm. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nha. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi cùng anh Kế Nhữ và hai đứa bạn thân của em. Trước tiên là em xin chào anh Nguyễn Linh, rồi chào chị Cát Tường và chào toàn thể quý khán giả có mặt ở khán phòng ngày hôm nay. Thì về bạn nam bên đây thì anh với lại các bạn ở đây là cùng quan sát và cùng thống nhất về cách nói chuyện đồ thì cũng rất là vui và rất là chân thành. Còn về ngoại hình thì cũng hợp với tiêu chí của em. Chưa tính là về công việc đang làm cũng khá là phù hợp với lại cái mà em mong muốn. Thì anh với các bạn đây thống nhất là thấy bạn nam này rất là ok, rất là được. Rồi. Mà đi với em trai. Hôm nay em đi tới có hai người bạn và một chị. Rồi, ta gặp bên một trai. Không, chị bạn. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào tất cả các bạn khán giả ở trường quay hôm nay. Bạn lúc nãy có kể về cái mối tình đầu tiên bạn á, thì kiểm soát bạn quá đúng không? Thì riêng bạn mình á cực kỳ dễ tính, không biết đây là cái khuyết điểm hay là cái ưu điểm nữa. Thì đó là mình bạn cân nhắc cái đó thôi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ kéo màn cho hai bạn gặp mặt nha. Kéo màn lên. Có quà chào. Qua nãy giờ thì anh thấy em nói chuyện như thế nào? Nói chung thì giới thiệu thì đấy, em cũng tính cách thì em cũng khá năng động, thích kinh doanh. Thì anh cũng thích những người có tính cách mà mạnh mẽ như vậy. Có thể là hỗ trợ anh trong công việc kinh doanh tương lai. Thật ra thì anh thường theo đánh giá của các bạn gái cũ thì người khá là vô tâm. Nên là không biết là có thể khắc phục được không? Trời ơi, phải khắc phục chứ. Cái hình ảnh mà người chồng tương lai của em á nó như thế nào, có giống gì ta? Đầu tiên là về ngoài hình có vẻ thân thiện hoặc là giống giống em một xíu thì em rất là có thiện cảm.
Tại hai mối tình trước của em, hai bạn trai đó thì đều có nét giống em cả. Bình thường là em cũng sẽ tình ngay đầu tiên không à? Chứ còn không yêu quay, em không phải là người mưa dầm thấm lâu. Dạ. Hôm nay có thấy tiếng sét ép tình rồi chưa? Cái này thì chắc xíu đó tôi biết được. À xíu nữa biết được. Cho em hỏi anh là anh có thích con nít không? Con nít thì tất nhiên là ai cũng thích rồi. Điều lãng mạn nhất mà anh từng làm cho bạn gái là gì? Thực ra thì anh là một người không có lãng mạn, nhưng mà có một cái kỷ niệm nói chung mình nghĩ rất là lãng mạn, đó là bạn gái mối tình thứ hai nè. Cái đầu tiên nhắc tôi tình thứ hai. Kể câu chuyện nó được rồi. Lãng mạn mình từng làm cái nụ hôn với bạn gái đó là lần đầu tiên nụ hôn đó là trên cái vòng xoay thời gian là ở Đầm Sen á. Ngày lúc đó đang ở trên đỉnh. Là nghĩ khá là lãng mạn á. Không nhắc chuyện cũ. Chuyện cũ qua lâu rồi không sao đâu anh. Anh có thích đi du lịch nước ngoài không anh? Thật, du lịch nước ngoài thì quá thích đi chứ. Dạ. Tại vì em cũng sắp có một dự tính đi du lịch. Thôi đi Lào, Campuchia cũng được. Tuyên chuyến. Mình sẽ hò lần đầu tiên ở đâu? Một nơi nào lãng mạn, em thử tính đi em trai. Nơi đầu tiên thì các chương trình đã tạo điều kiện là có tập vé xem phim thì khá là tốt rồi. Bạn phải tự nghĩ ra một cái điều nào đó thật lãng mạn. Qua đây cô gái này cũng rất thích lãng mạn. Nãy nó hỏi lãng mạn, nó kể chuyện cũ xong rồi về lấy giấy xem phim. Theo em, ngoài cái chuyện xem phim của chương trình ra, chúng ta làm cái gì để có một cuộc lãng mạn lần đầu tiên gặp mặt ở đâu nào? Thử xem. Nghĩ tới cái khung cảnh lãng mạn thì em cũng hơi khó nghĩ tới khung cảnh lãng mạn. Thử thử xem. Khung cảnh lãng mạn thì ví dụ như có thể là bạn nữ là có giới thiệu là ở Đồng Nai cũng không cách xa thành phố lắm, thì ví dụ như một ngày đột xuất rồi đó, theo tìm hiểu mình biết được bạn nữ đang ở nhà thì mình có thể là chạy trực tiếp xuống đó hàng bạn nữ đi chơi đâu đó ở tại Biên Hòa. Đó là lãng mạn đó hả? Cái đó mới gọi là có tâm có lòng thôi chứ chưa có lãng mạn. Thôi ghi nhận tấm lòng em ha, ta cũng chạy xuống Đồng Nai điều gì đó là ghi nhận. Cho em hỏi một câu hỏi nữa là nếu như trường hợp mà ví dụ như anh cãi nhau với bạn gái á, thì anh sẽ giải thích hoặc là sẽ làm hòa luôn hay là đợi vài ngày nữa anh mới làm hòa? Thật ra anh thì người rất là ghét mà để mà cái giận hờn nó lâu quá kéo dài lắm, nên là anh là cái gì nó nhanh, tại vì để cái gì có công việc mà chưa giải quyết ấy, thì nó lằng nhằng trong đầu nó lùng bùng lắm, và rất là ghét cái sự lùng bùng đó, nên là anh sẽ chủ động làm hòa khá là nhanh. Bạn gái chưa có muốn kết hôn sớm đó Về cái vấn đề kết hôn thật ra thì kinh nghiệm thôi, tại vì anh quen bạn gái cũ là 4 năm mấy 5 năm, thật ra thì anh nghĩ là quen nhau tầm khoảng 6 tháng kết hôn rồi khá là đẹp, không cần phải lâu dài. Lúc đó mình đã tìm hiểu tương đối là cũng khá tốt về đối phương, và đặc biệt anh thì có cái là chỉ hẹn hò bạn nữ khoảng 2-3 lần thì cũng phải là đoán được tới 80-90% được tính tình hay là cái vụ bạn đó. Trời, anh có một gợi ý nhỏ nhỏ. Bắt đầu từ bây giờ, nếu em có quen bạn gái rất là nhạy cảm khi nhắc về những cái chuyện cũ nha. Rồi, hãy để quá khứ ngủ yên. Bây giờ hãy nói một câu gì tận đáy lòng của mình, trái tim mình có rung động chưa? Hãy nói cho bạn gái biết. Nói chung là thật ra thì anh thấy ấn tượng đầu tiên về em khá là tốt. Anh thì muốn phát triển cái mối quan hệ này, anh thì đã sẵn sàng, nên nghĩ là nhấn nút được rồi. Rồi, thôi. Đặt tay vào nút bấm nha. Bạn gái sẽ suy nghĩ tất cả điều đó. Chúng ta không cần nói ra, mà chúng ta thể hiện bằng nút bấm. Cảm giác trái tim mình rung động thật sự. Cảm giác đối phương chính là một nửa yêu thương của mình. Chúng ta hãy bấm nút. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao em lại không bấm? Thật sự là em chưa thấy rung động lắm, chưa thấy cái cảm xúc. Và em nghĩ là nếu như mà lỡ đồng ý mà không thật tâm mình lắm thì mất công là mất thời gian của hai người thôi. Nên là em nghĩ dù sao lên đây cũng có là một cái duyên, lên đây gặp được anh là em cũng rất là vui rồi, mà cùng cái ngành bất động sản là em cũng rất thích. Nhưng mà chắc là mình chỉ có duyên thôi nhưng không có phận, nên là coi nhiều bữa hôm nay là một cái buộc gặp gỡ vui vẻ. Bạn trai thế nào?
Nói chung thì ấn tượng đầu tiên thì về bạn nữ thì cũng ok, em cũng khá là quan trọng ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà có cái thì đối với em thì quan điểm tình yêu là nó là phải xuất phát từ hai phía. Đúng rồi. Thì anh với em gặp nhau đây cũng có cơ hội, thì bây giờ em chưa nhấn nút nhưng không biết sau đó thì như thế nào thì chúng ta đã để mất cơ hội. Có thể sau ngày hôm nay bạn sẽ rút ra rất nhiều cái kinh nghiệm khi mà nói chuyện bạn gái. Chúng ta phải chuẩn bị những cái điều gì, có thể một vài cái sơ suất không đáng có mà chúng ta đã mắc phải ha. Nhưng sao hàng triệu khán giả truyền hình đang xem và biết bao nhiêu cô gái đang chờ đợi để nhấn nút cho chàng trai này, và biết bao nhiêu chàng trai cũng đang chờ đợi để bấm nút cho bạn gái bên kia. Đừng lo lắng điều đó, chúng ta đang sống rất thật với trái tim của mình. Rung động thì bấm, không rung động thì không bấm, không sao cả. Không bấm nút chưa hẳn là không tốt nha. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Một số chuyện đối với em là gần đúng thì có nghĩa là chưa đúng, mà gần được thì có nghĩa là chưa được. Cuộc họp nào mà dễ như căng thẳng á là sẽ xin đồng chí và tôi liền. Đồng chí muốn gì? Đồng chí muốn lấy vợ chưa? Dạ rất muốn rồi chị. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu mình đi bạn. Dạ. Đầu tiên xin kính chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, kính chào quý khán giả. Và đặc biệt là xin kính chào bạn nữ sẽ đồng hành với em trong chương trình ngày hôm nay. Dạ, em chào anh ạ. Dạ, em tên là Trần Quốc Toan, năm nay em 28 tuổi. Cái gì Toan hả? Dạ. Toan, 28 tuổi. Dạ. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em là một kỹ sư hóa học và em đang làm việc tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh ạ. Dạ, chào, chào con. Dạ, và quý vị khán giả ạ. Em tên là Nguyễn Thị Hiểu My, năm nay là 27 tuổi và đang và làm việc và sinh sống ở Đồng Nai. Công việc nghề nghiệp của em là em làm ở Ủy ban Nhân dân xã, phụ trách bên mảng xóa đói giảm nghèo ạ. Mảng này mệt lắm đó nha. Dạ. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm chính của em là em rất là hiền lành, sống một cách chân thật, không có rượu bia, thuốc lá gì hết á. Và đặc biệt là em là một người đàn ông sống vì gia đình. Còn cái khuyết điểm chính của em thì em nghĩ là có thể là em hơi khó tính một chút xíu, bởi vì là em vốn là dân kỹ thuật nên là đôi khi là một số chuyện đối với em là gần đúng thì có nghĩa là chưa đúng, mà gần được thì có nghĩa là chưa được, nên là đôi khi là có một số chuyện em hơi yêu cầu nó phải cao một chút xíu. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì em gái? Dạ, điểm yếu của em thì nhiều mình nhiều lắm. Em hơi khó tính và khó chịu. Cái tính em là hơi nóng. Nhiều khi trong cuộc họp cô quen á thì là do là cuộc họp nào á bình thường á thì là mình thân thiết á mình sẽ xưng là chú cháu, còn mà cuộc họp nào mà dễ như căng thẳng á là sẽ xưng đồng chí và tôi liền. Em cũng cảm giác như em là hơi phần nóng tính, còn nữa là em là chắc tính này chắc không chàng trai nào thích đâu nhỉ. Em có hơi lười một tí về công việc nhà đó, là dạng như là em ngoài công việc ở xã là thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy với chủ nhật em sẽ làm nhân viên cách ly ở sân bay Đồng Nai luôn ạ. Nhiều khi mà nhân viên là làm gì cũng dạ là dạng như là phục vụ người chơi bon thì ạ. Dạ là công việc đó hơi nhiều quá. Rồi. Về nhà là mệt không? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi chị. Em đang sống với ai? Dạ em đang sống với gia đình nè, ba mẹ. Là có ba mẹ lo gì đúng không? Dạ. Mới mốt mà sống không có ba mẹ phải làm chứ giờ ai làm? Dạ chắc vậy chị, nhờ chồng làm phụ với chị. Hai chồng cùng phụ nhau làm ha. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua một mối tình và đã chia tay cách đây cũng hơn 3 năm rồi. Mối tình nó kéo dài mấy năm? Dạ mối tình nó kéo dài khoảng 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ thì chắc có lẽ là do em, bởi vì là hồi đó là em cũng mới ra trường đi làm chưa có được bao lâu hết, nên là đôi khi là trong cái quan hệ với bạn gái hay là có những cái chuyện nó phát sinh á, mình giải quyết nó không có được khéo léo lắm, nên là dẫn đến là cái chuyện tình cảm của hai đứa là nó sẽ bị rạn nứt và dẫn đến là tụi em chia tay với nhau. Rồi bạn gái? Dạ theo em nghĩ là vậy, như mối tình không biết là thích có gọi là mối tình hay không à, chứ vậy như là tình heo á thì mình chạy nhưng mà tình chạy á thì mình lại theo. Vậy như là trước là em có một vấn đề như thế à. Vậy lần này là phải rút kinh nghiệm nha. Dạ đúng rồi, giờ thấy là được rồi, phải nắm bắt luôn chị. Không bỏ qua cơ hội. Đúng dạ. Rồi cơ hội đến nhiều lần như vậy là cũng coi như là chưa có mối tình nào hết. Dạ. Mới có đó là dạng thêm một phía thôi. Dạ. Dạ vậy có biết hôn chưa? Chưa hôn lần nào. Chưa hôn lần nào luôn. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em thì muốn tìm một người bạn trai là cao 1m65 trở lên ạ. Và có thân hình là như là cảm giác là em con em đi, mặt thì dễ nhìn với lại phúc hậu ạ. Còn
tính tình á thì em là em thích ảnh là có một tí tròn một tí. Dạ. Lúc nào là cùng hoạt bát thì hoạt bát, lúc nào mà cùng tĩnh lặng thì nên tĩnh lặng ạ. Em không thích ảnh người yêu của em là nhậu nhẹt ạ. Biết uống nhưng mà uống ở điểm nào đó dừng là thôi ạ, biết mình là cái sức của mình tới đó ạ. Với lại một phần là em không thích mùi thuốc lá. Chắc còn nhiều lắm. Anh biết đủ mệt rồi đó. Hỏi anh thử coi anh có biết nhậu nhẹt thuốc lá không? Anh biết nhậu không ạ? À không, anh không biết nhậu. Thuốc lá thì cũng từ nhỏ đến lớn là chưa hút điếu nào. Trời, em mừng quá. Vậy là anh chụp liền nha em. Dạ. Rồi bên kia mẫu người lý tưởng của em là sao? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì quan trọng nhất là tính tình hiền lành, biết sống vì mọi người, cũng là đối với trong gia đình thì phải hiếu thuận, biết kính trên nhường dưới, vui vẻ năng động, đừng có nhút nhát rụt rè quá, mình nó làm mình trở nên nó dở lắm. Bên đây không dám rụt rè nhút nhát đâu, người ta họp chi bộ một cái hay gì cái là đồng chí muốn gì dở hả? Đồng chí muốn lấy vợ chưa? Dạ rất muốn rồi chị. Đã chuẩn bị sẵn sàng gì chưa? Dạ, mọi thứ thì đã sẵn sàng rồi, chỉ cần tới thời điểm thích hợp là mình cưới thôi. Mình có cần phải làm dâu không bạn? Quan điểm của em là ba mẹ đối xử với em mà yêu thương em như thế nào thì đối xử với vợ em cũng sẽ như vậy. Nên là sẽ không có cái quan niệm là lấy vợ về để làm dâu mà để làm con. Tốt. Kỹ sư đó. Lập luận vững chắc. Được. Nãy giờ em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Em nghe cái giọng nói của bạn thì em nghĩ là bạn là một người rất dễ thương và có chút thép luôn đó nè. Bóc dáng. Bóc dáng thì chắc có lẽ là cũng slim đó. Nhưng là thon thả. Thon thả. Kỹ sư mà hay quá, giống thầy bói gì. Rồi, đến qua coi đàn gái sao nha. Xóa đói giảm nghèo hả? Dạ, con chào chú Hương Linh ạ. Con. Dạ. Nãy con nói sao mà vui vẻ kêu chú cháu rồi mà giận lên kêu đồng chí hả? Dạ, vậy như trong cuộc họp căng thẳng quá, mình bức xúc quá ạ. Chú góp ý con. Dạ. Thay mặt chi bộ góp ý con. Dạ. Là đồng chí một từ hết sức thân thương. Dạ. Khi nằm vui vẻ mình cũng có thể kêu đồng chí. Dạ. Gọi nhau đồng chí. Đừng có nói nóng giận mà kêu đồng chí ở đây là không được. Dạ. Con nghĩ sao nếu như mà chàng kỹ sư này cưới con xong về làm dâu luôn? Dạ, về vấn đề làm dâu thì con thì cũng làm dâu thì cũng được ạ. Nhưng mà con chỉ sợ về phía gia đình chồng thôi, có đối xử với mình như thế nào. Em con phận cũng hơi nhát nhát. Con làm ăn số đó giống nghèo thì chú biết rằng là cái ban này rất là cực. Dạ. Mà sẵn sàng lao vào những nơi khó khăn nhất á. Dạ. Cái điều này rất là trân trọng, cái ban số đó giống nghèo của con á. Dạ, ơn à. Chú là gái rồi đó. Dạ. Hôm nay mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ và chị với anh ạ. Rồi, chào chị gặp mẹ em ha. Rồi, chào dạ, cô. Dạ, chào cô. Xin chào Quyền Linh với Cát Tường với lại bạn trai. À, chào cô. Nói chung cái tính cách của My rất là tốt, rất là năng động trong công việc và rất là chịu khó. Nó làm nhiều việc quá, nhiều lúc tôi không cho, nhưng mà nó cũng làm. Tôi nói bây giờ nhà có hai đứa con gái, điều kiện thì nó không có quà là quá đáng, nhưng mà tính ra thì hai đứa cũng không có cần phải làm nhiều. Công việc nó rất là năng động nhưng mà nó rất là khó trong cái chuyện tình cảm, đặc biệt khó. Cái số nó quen người này quen người kia mà nó nói là không quen. Khi mà quen là phải tính tới hôn nhân, quen là phải nhắm đường rồi phải cưới thì mới quen. Còn quen mà để quen cho biết là không bao giờ nó quen, cho nên là chứ chưa có mối tình nào hết. Khổ tâm quá cô. Khổ tâm thiệt sự luôn. Dạ, bây giờ cô thấy chàng trai bên kia, cô thấy sao cô? Thấy nói cho đúng thì cũng chắc được 8 điểm. Bây giờ cô nói một câu sao cô ra hạ cái lụm ra sao cho con, cô mở lòng ra đi. Trời ơi, ở nhà nói gì nè. Nói mày lên, lên mà mày không bấm á, tao nhảy lên tao bấm thì mày rồi. Hay quá, bây giờ mình gặp đàn trai cái. Dạ. Đi với ai á? Dạ, em đi với bố mẹ của em ạ. À, hay quá. Dạ, con chào bé ạ. Chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Chào dạ, cháu. Con chào hai bé ạ. Thì tôi là ba của Phước Toan, ngồi kế bên đây là mẹ của nó. Thì nói đúng ra thì tâm lý của cha mẹ thì khi con lớn lên thì cũng muốn cho con nó đâu đó cho nó xong yên bề gia thất thì mình mới an tâm được. Thì bị gì cái tính chất cái công việc của nó đi làm rồi ngồi trong phòng rồi về, thành thử ra cái vấn đề giao lưu thì nó cũng hạn chế. Còn riêng về cháu My bên đây thì chú có đôi lời nhận xét là nhìn ngoại hình cháu thì cũng là một người hiền lành dễ thương. Đến đây thì mình đã có duyên với nhau rồi thì chú mong rằng là nên hai đứa cho nên cho nhau một cơ hội. Dạ.
Hiểu không ạ? Em cũng có món quà cho gửi anh ạ. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ. Dạ, anh cảm nhận em lần đầu tiên thế nào ạ? Đầu tiên thì nếu mà nói về cái nhìn đầu tiên thì anh thấy em rất là dễ thương. À, em cảm ơn ạ. Và nói chuyện thì rất là có duyên, theo đúng cái chất gọi là của cán bộ đó. Dạ. Thì anh có một câu hỏi hỏi em là, tất nhiên là em sẽ có mỗi người đàn ông lý tưởng của mình. Như vậy thì trong những cái phẩm chất mà của một người đàn ông lý tưởng của em á, thì em đánh giá phẩm chất nào là cao nhất và cần thiết của em? Dạ, em đánh giá bản chất cần nhất á là em thích là sự chung thủy. Dạ, còn anh là nếu mà theo thì bên phụ nữ thì anh sẽ thích người phụ nữ như thế nào? Thì anh cũng là một mẫu người đàn ông của gia đình, nên anh cũng thích là người vợ của mình luôn, nên là một người phụ nữ của gia đình, tức là sáng về gia đình, họ biết chăm lo cho gia đình của mình, thì là đối xử tốt với mọi người như là được thôi. Em thì đến em á thì là lúc lo lúc lắng, lúc thì hiền lắm, lúc thì em biết sao mà dữ lắm, thì anh không biết là có như vậy có được không? Có nghĩa là kiểu là lúc nhu lúc cương á hả? Dạ 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 đúng rồi. Thì dạ, lúc nào mà em cương thì anh nhu, còn lúc nào mà em nhu thì anh cương. Vậy thì giống à. Thì vậy thì nó mới hợp với nhau được. Dạ. Bây giờ hai bạn á nhìn thẳng vào mắt nhau, à, tiến lên mình nắm tay nhau đi hai bạn. 30 giây thôi nha. Nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận lại xem từ nãy giờ mình chia sẻ, mình suy nghĩ như thế nào về đối phương, cảm xúc của mình như thế nào, rồi chúng ta quyết định mỗi người nói một câu rồi bấm nút. Nếu như em cảm thấy là mình có cái sự rung động thì anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Dạ. Cô gái đã làm ở ban xóa lá giảm nghèo đúng không? Dạ. Hôm nay hy vọng em sẽ xóa ế và giảm cô đơn. Dạ. Được không? Dạ. Nhớ nha. Rồi, hết thời gian rồi hai bạn. Đặt tay vào nút bấm và chuẩn bị đưa ra cái sự lựa chọn của mình. Ít phút cũng đủ để các bạn trò chuyện và hiểu được nhau một phần nào. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đây là món quà đầu tiên, những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn đến đó để có một không gian thật là lãng mạn để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hãy xin phép bà mẹ của bạn gái và hôn bạn gái. Đây là nụ hôn đầu tiên nhé. Xin phép bác cho con được hôn mình. Đó, bác cười gật đầu phải không? Đây.